chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của Dương Dê. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Starry9. Bạn hỏi là hiện tại Realme cập nhật Realme UI cho hầu hết các sản phẩm rồi, vậy sau này hãng có cập nhật thường xuyên hay không? Rất mong ý kiến của anh ạ, mong lên sóng. Thực ra là mình cũng rất là bất ngờ khi mà Realme cập nhật những cái phiên bản Realme UI lên cho một số những sản phẩm, thậm chí là lên cả Android 10 nữa. Ví dụ như là Realme 3 Pro này, vừa có Realme UI mới này và vừa có Android 10 mới này. Đấy, Realme 5 Pro hay còn gọi là Realme Q, chúng ta cũng có thể có được Android 10 cũng như là Realme UI. Và mình cảm thấy như thế này là quá ngon cho một cái thương hiệu mới nổi như là Realme. Ngày trước ấy, là những cái sản phẩm của Realme là họ chạy ColorOS. ColorOS thì nó có một vấn đề, đó là nó tương đối là rườm rà và nó tương đối là nặng. Đấy, với cả thêm nữa đó là cái việc cập nhật của ColorOS thì nó rất là không thường xuyên. Đấy, nên là nếu mà Realme làm được điều này thì họ sẽ gần như là sẽ thoát khỏi cái bóng của Oppo luôn. Đấy, bởi vì linh hồn của một cái điện thoại ngoài cái việc thiết kế ra thì nó còn nằm ở cái phần mềm nữa. Thì Realme đang làm rất là tốt cái này và mình cũng hy vọng là Realme sẽ thoát ra khỏi cái bóng của Oppo. Rõ ràng là ngày trước nếu các bạn ý thì những cái sản phẩm đầu tiên của Realme khi mà họ ra mắt, nếu mình nhớ không lầm đó là Realme 2 Pro này. Đúng rồi, Realme 2 Pro cái thứ đấy, cái kiểu như vậy đấy. Thì thậm chí là cái sạc đi kèm theo máy nó còn là sạc nó ghi chữ Oppo cơ. Đấy, nếu mình nhớ không lầm thì là như vậy. Những cái sản phẩm đầu tiên của Realme khi mở hộp ra nó còn có sạc Oppo. Bây giờ thì nó ghi là sạc của Realme rồi chứ không ghi sạc Oppo nữa. Đấy, và nếu làm được điều này quá tốt. Đấy, tuy nhiên là liệu có được cập nhật về lâu về dài hay không thì đúng là chúng ta cũng không thể biết được. Bởi vì sao? Bởi vì là bây giờ Realme mới chỉ cập nhật có một đời thôi. Mới chỉ cập nhật có đúng một lần cho các cái thiết bị của mình thôi. Thế là không biết là sau này nó có được cập nhật tiếp hay không. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn người dạy kiến. Bạn hỏi là anh ơi, cho em hỏi Red Magic 5G có ứng dụng quay màn hình riêng hay không? Mong anh trả lời. Có ứng dụng quay màn hình riêng nhé, và điều này sẽ rất là thuận lợi cho các bạn trong cái việc là các bạn chơi game xong quay lại màn hình và hoặc là livestream game chẳng hạn. Đấy, thì cái điều này rất là có lợi. Những cái điện thoại phổ thông nó còn có, mà huống chi là những cái điện thoại mà nó thiên hướng về chơi game như này chắc chắn là sẽ có rồi. Đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn PCGM. Bạn hỏi là anh ơi, cho em hỏi là em đang có 2.9 triệu phân vân giữa phân vân mua Realme C3 với các nhu cầu đó là chơi game mượt trong vòng 1-2 năm, pin trâu, không cần sạc nhanh. Không biết là bạn chơi game gì, nhưng mà chơi game nặng thì là không được. Bạn có thể chơi từ những cái tựa game tầm khoảng trung bình trở xuống thì bạn hoàn toàn có thể chơi game mượt mà trong vòng khoảng 1-2 năm, pin 5000 là rất trâu rồi. Không cần sạc nhanh thì đúng là sạc chậm là cái điểm yếu nhất của Realme C3 đấy, nhưng mà bạn không cần sạc nhanh thì cũng không quá quan tâm đến điều này. Mình thấy là ở trong cái tầm giá 2.9 triệu hàng mới tinh, Realme C3 là cái sự lựa chọn tốt nhất có thể rồi. Còn nếu bạn vẫn muốn tốt hơn Realme C3 thì bạn có thể tham khảo qua một số những cái sản phẩm hàng lock đi. Hàng lock vẫn có thể chơi game được. Hàng lock thì bây giờ có thể fix được hết lỗi rồi. Đấy, thì bạn có thể nghiêng sang mua một chiếc điện thoại kiểu như là iPhone 7 chẳng hạn. Đấy, iPhone 7 đang được bán tại ClickBuy thì cũng loanh quanh tầm giá đó thôi, cũng tầm khoảng 2.7-2.8 thôi. Giá như thế nào thì bạn có thể nhìn thấy trên hình iPhone 7 lock nhé. Đấy, thì nhưng mà iPhone 7 lock thì pin cũng không quá trâu, nhưng về vấn đề chơi game thì chắc chắn là nó sẽ ngon hơn rất nhiều so với Realme C3. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Lương Phạm. Bạn hỏi là mua flagship cũ của LG thì có dính nhiều lỗi hay không, cụ thể là LG G7 và LG V30. Lỗi ở đây thì mình không biết là bạn hiểu theo cái lỗi gì. Đấy, ví dụ như LG V30 thì nó có một số những cái mình gọi là lỗi, ví dụ như lỗi bóng mờ chẳng hạn này. G7 thì nó sẽ ít hơn. Đấy, G7 thì có một cái đấy là pin nó rất là yếu, nhưng đôi khi có nhiều khi là pin nó yếu quá đến mức độ mà các bạn tưởng đấy là lỗi. Đấy, còn cá nhân mình thì mình thấy là chúng ta đã xác định mua điện thoại cũ là chúng ta phải bỏ qua cái vấn đề lo sợ. Bởi vì rõ ràng là điện thoại cũ ấy, nói gì thì nói, nó vẫn sẽ bị hao mòn về linh kiện này. Đấy, kể cả bạn có dùng hay là không dùng đi chăng nữa, về lâu về dài linh kiện nó cũng sẽ bị hao mòn, dùng nó sẽ không thể nào mà bằng một cái điện thoại mới tinh được. Đấy. Nhưng rõ ràng nếu chúng ta muốn trải nghiệm một cái sản phẩm flagship có màn hình đến tận 2K nó như thế nào này, để biết mặt mũi của cái việc là nghe qua Hi-Fi Quad DC nó ra sao, rồi là tính năng kháng nước kháng bụi nó như thế nào, rồi là camera của nó đẹp ra sao đấy. Nếu mà muốn trải nghiệm những tính năng đó thì rõ ràng chúng ta phải bỏ đánh đổi thôi, đánh đổi đến sự yên tâm thôi, đúng không nào? Đấy, thì mình nhìn thấy là mọi người thường sợ LG ở vấn đề hay bị lỗi. Đúng, mình cũng sợ cái điều đó. Nhưng cái vấn đề sợ hơn bây giờ không phải là sợ lỗi đâu, mà sợ là nếu mà hỏng hóc thì sửa chữa sẽ như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hùng Ca Official. Bạn hỏi là
Anh em cho em hỏi chip 845 còn chơi game nặng được khoảng bao lâu nữa, cụ thể là PUBG. Cá nhân mình nghĩ là khoảng 1 năm rưỡi nó đổ lại. Đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Thảo Phương. Bạn hỏi là trong tầm giá 15 đến 16 triệu, em đang hướng đến Mi 10 Pro. Nhu cầu của em đó là chơi game bình thường và chủ yếu là quay video, render, video giải trí. Không biết là có sự lựa chọn nào tốt hơn dùng lâu dài trong vòng 2-3 năm nữa hay không. Em đã xem rất nhiều bài test nhưng vẫn hơi phân vân. Mong anh tư vấn, chúc anh sức khỏe. Mi 10 Pro là một sản phẩm camera rất đẹp đấy. Xin nhắc lại là camera của nó rất đẹp đấy. Con này chơi game nặng rất ok, quay video ổn, render video giải trí cũng được. Thế tuy nhiên là có một cái sự lựa chọn nào tốt hơn hay không thì cũng rất là khó. Gọi là có một cái sự lựa chọn mà mình nghĩ là cũng gọi là ngang ngửa đấy. Thậm chí là có một số những phần nó nhỉnh hơn. Thì mình đưa vào đây đó là con iPhone 11 hàng quốc tế luôn nhé, chứ không cần phải mua hàng lắc hàng liếc gì cả. iPhone 11 đang được bán tại Clickbuy với mức giá là khoảng 15 đến 16 triệu. Giá như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy trên hình nhé. Thì đối với cả iPhone 11 mình thấy là đây là một sản phẩm chơi game nặng rất tốt, vẫn rất tốt. Cấu hình của nó y hệt như là iPhone 11 Pro với 11 Pro Max mà vẫn RAM 4, vẫn bộ trong 64, vẫn chip mạnh nhất bây giờ. Quay video vẫn đủ nét, vẫn đủ đẹp, thậm chí là có quay video cái phần thu âm của nó còn ngon hơn cả Mi 10 Pro chứ. Render video giải trí thì mình đánh giá là tốt hơn Mi 10 Pro đấy. Riêng về render nhá thì iPhone mình không hiểu tại sao render rất là ngon luôn. Nên là nếu mà mình lựa chọn thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn iPhone 11 Pro hơn. Bởi vì có một cái lý do, iPhone 11 hơn. Bởi vì có một cái lý do như này này. Đấy là nếu mà iPhone ấy mình làm những tác vụ nặng như thế này, giả sử như có xảy ra hiện tượng hỏng hóc chẳng hạn, thì sửa chữa nó sẽ dễ dàng hơn là Mi 10 Pro. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó nhiều linh kiện hỗ trợ hơn, nó nhiều cộng đồng của nó đông đảo hơn. Đấy. Còn Mi 10 Pro thì mình nghĩ là mình sẽ đợi đến khi nào nó dưới 10 triệu thì mình sẽ chốt, nó sẽ hợp lý. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn 2020 tài liệu phổ thông trung học. Bạn hỏi là anh ơi cho em hỏi, nếu muốn mua laptop 10 triệu trở xuống thì nên mua máy nào phù hợp với nhu cầu của anh Dương. Em cảm ơn, chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nếu mà phù hợp với nhu cầu của mình thì rất là dễ thôi. Nhu cầu của mình thì đơn giản lắm. Nếu mà trong cái tầm giá khoảng 10 triệu đấy nhá, mình sẽ không chỉ đích danh cụ thể nó là cái laptop nào. Đơn giản lắm, bạn chỉ cần search cái cụm từ đó là laptop Dương Dê ở trên YouTube thôi là nó sẽ ra rất là nhiều. Đấy, và nếu mà mua ở đâu thì mình cũng khuyên các bạn luôn là mua Tín Phát Laptop. Vì đây là cái nơi mà mình nghĩ là tin tưởng nhất để mua laptop này. Họ có chế độ bảo hành rất là tốt, bảo hành trọn đời cũng như là tặng nguyên bản quyền cho các bạn. Đấy là còn chưa kể là khi các bạn mua hàng tại Tín Phát Laptop ấy, thì nhập mã Dương Dê 300 các bạn cũng sẽ được giảm giá 300.000. Và đây là nơi bán rẻ nhất ở Việt Nam bây giờ về laptop cũ. Đấy, mình nghĩ là chúng ta nên mua ở Tín Phát Laptop. Còn mua máy nào phù hợp ấy, thì tầm 10 triệu này các bạn có thể mua được một cái sản phẩm chip chắc là tầm khoảng Core i5 đầu 5 đầu 6, RAM khoảng 8GB được đấy, RAM khoảng 8. Nếu các bạn update lên nó chỉ loanh quanh tầm đấy thôi. SSD nó loanh quanh tầm khoảng 128. Đấy. Rồi, còn tiếp theo nữa là màn hình thì được Full HD. Đấy, đây là với những nhu cầu cơ bản của mình. Chip thì thường là mình hay chọn chip tầm Core i5 thôi. Core i5 đầu 5. Đấy. Còn không biết là các bạn sẽ cảm thấy sao. Còn mình thì mình thấy là laptop thì nên ưu tiên mua những thương hiệu đó là HP hoặc là Dell. Bởi vì sao? Bởi vì HP với Dell là những thương hiệu đã được khẳng định rồi. Nó rất là bền bỉ. Đấy, quan trọng nhất là bền bỉ. Laptop muốn sử dụng lâu dài đấy. Nếu mà cá nhân mình sẽ ưu tiên mua như vậy. Còn lại sử dụng bây giờ, các bạn có thể nhìn thấy trên hình này, nhìn rất là đẹp đẽ, rất là hoa mỹ, có thể là MacBook các thứ. Nhưng ở nhà mình luôn luôn có một cái máy tính Windows để mình soạn câu hỏi tư vấn điện thoại cho các bạn. Soạn câu hỏi trên máy tính Windows sướng lắm, nó không như ở trên Mac đâu. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay đấy. Câu hỏi đến từ bạn Kiri Trần và nó hỏi là: chào chú, cháu là fan của chú lâu rồi, cảm ơn bạn. Cho cháu hỏi là Samsung bây giờ có quá tệ hay không ạ? Sau khi xem nhiều clip test điện thoại chơi game của Samsung trên kênh của chú thì xài chip Exynos và cả cháu cũng đã test rồi thì thực sự nó rất là tệ. Nghĩa là không những là admin Khải bên mình test xong và bạn còn test lại nữa thì chính bạn cũng cảm thấy là nó đang tệ so với nhu cầu chơi game, đúng không nào? Nếu chú nghĩ nhà Samsung bỏ hẳn luôn chip Exynos được hay không? Chứ vậy rồi Samsung sẽ bị người dùng lạnh nhạt, mong chú trả lời giúp cháu. Với các yêu cầu này của bạn ấy thì mình thấy là như này này. Chip Exynos đây, mình đang sử dụng ở trên con Galaxy S20 Ultra đây. Thì về việc chơi game nhé, thì admin Kha đã test cho các bạn rồi. Mình không chơi game nên mình không phán ở đây. Đấy, nhưng mà đúng là chơi game thì là nó là một chiếc điện thoại không dành cho mục đích chơi game. Đấy, nhưng mà nếu mà bạn mua cái điện thoại này về, bạn làm với các tác vụ công việc và giải trí thì nó rất ngon và mình không có điểm gì để chê cả. Thiết kế thì đúng là nhìn khác biệt hoàn toàn so với ở thế giới smartphone còn lại, cũng camera to tổ bố như thế này. Màn hình thì rất đẹp, xin nhắc lại màn hình con này để xem giải trí là rất đẹp, tuyệt vời.
màn hình 120Hz, hoặc là nếu mà không chọn cái đó thì chúng ta cũng sẽ có màn hình 2K. Hiệu năng thì đối với cá nhân mình thì các tác vụ bên ngoài nó rất là mượt luôn, nó mượt mà vô cùng luôn. Mỗi tội chơi game là nó không được bằng iPhone thôi. Camera con này rất đẹp nhá, camera con này rất đẹp, không điểm gì đấy cả. Thời lượng pin cũng rất trâu. Đấy, loa ngoài nghe cũng rất hay. Sóng sánh nghe gọi là cực ổn đấy nhá, sóng sánh nghe gọi là cực ổn. Nhưng mỗi tội con này bắt wifi hơi kém này, con này bắt wifi hơi kém. Gọi là hơi kém ở đây là hơi kém hơn so với cả những cái chiếc điện thoại của tàu. Chứ còn bắt wifi cái thứ thì nó khá là xem với iPhone. Đấy, bình thường như mình vào nhà vệ sinh là coi như là wifi nó tậm tịt lắm. Bởi vì cái wifi của mình nó cách tương đối xa cái này. Đấy, chỉ có mỗi cái điểm lăn tăn đó thôi. Còn lại thương hiệu tốt, có kháng nước kháng bụi. Và đặc biệt nữa là chip Exynos thì nó có 2 SIM. Đấy, vậy nên mình cũng chỉ khuyên các bạn như này này. Đấy là tại sao chúng ta phải nghĩ là việc Samsung bỏ hẳn chip và Exynos thì làm gì, chúng ta có thể không mua cơ mà. Hoặc chúng ta có thể mua những cái điện thoại hàng sách tay của Samsung sử dụng chip Snapdragon. Đấy, ví dụ con này sử dụng chip Snapdragon 865 thì quá ngon luôn. Đấy, sau này chúng ta đợi những phiên bản Mỹ, phiên bản Nhật về chúng ta mua, đúng nào. Còn lại thì mình nói luôn, đấy là mua con này để mà chơi những tựa game siêu nặng ấy thì là không nên. Bởi vì là nó chơi vẫn được đấy, nhưng mà nó sẽ xảy ra hiện tượng giật và lag nó nhiều hơn đấy nhá. Mình không nói là giật lag nhiều, mà là nhiều hơn so với cả những cái sản phẩm như kiểu iPhone 11 Pro Max, hoặc là so với những sản phẩm chạy con chip 865 như kiểu Black Sapphire 3 chẳng hạn. Đấy, kiểu như vậy. Như vậy là cái câu hỏi của bạn Kiri Trần cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.